chủ nhật. Bọn mình đang trên đường đi đến Venezia. Cuối cùng thì hôm nay mới được đi ạ. Mà trời hôm nay không có nắng nữa nên là không biết là có chụp được nhiều ảnh đẹp ở đấy không. Tối hôm qua sau một trận mưa to, cực kỳ to, xong rồi còn dài, lâu nữa kéo dài nữa, nên là cây cối, đường xá, lá rơi hết à, không còn cái gì cả. Bây giờ thì mình đã ở trên tàu rồi, nhưng mà mình phải khoe mọi người là cái tàu ở vùng này á, nó đẹp dã man, nó sạch, mà nó tiện nghi á. Đây, có ổ điện, nó là các thứ. Mà trong khi đó thì tàu mới này, trời ơi, so với cái tàu vùng chỗ tôi. Đang sung sướng nhá. Ông bảo là chưa bao giờ Venezia mà nó lại vắng vẻ như thế này ấy. Tại vì nó vắng dã man luôn ấy. Không, nhìn này. Tức là không bao giờ có chuyện là ở Venezia mà lại vắng như thế này. Mình lại chưa tìm được chỗ đẹp để chụp. Và lúc mình tìm được chỗ đẹp chụp thì lại không có nắng. Bây giờ thì mình đang ngồi.
rồi. Nhìn này, trời ơi, bây giờ bọn mình đang phải trú tạm ở dưới cái chỗ cái lều ấy, không biết là họ bán cái gì á. Là trú tạm đây à? Mọi người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là gần 1 giờ sáng. Không biết nói gì hơn. Mình cũng phải nói nhanh ngắn gọn là bọn mình lại gặp một sự cố. Khi bọn mình đến cái chỗ nhà ga thì cái chuyến tàu mà về chỗ nhà mình vừa đi xong. Và đấy là chuyến cuối cùng để về. Thế là bây giờ bọn mình đang phải lang thang tìm chỗ ở. Mệt lắm rồi ý. Mà không biết tại sao luôn. Ngay từ lúc đi đã đen rồi. Bây giờ lúc về cũng đen. Đây là kết thúc mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người các video lần sau.